20 giờ tôi trở về bộ chỉ huy tiểu đoàn. Nơi đây tôi phải thức để viết cho xong bản tường trình về công trạng của Lân, giao cho ban một đánh máy để kịp đệ trình thiếu tá tiểu đoàn trưởng, và một bản kinh nghiệm chiến trường với sự nhận xét của tôi về căn cứ hỏa lực 30 đệ trình lên chuẩn tướng. Sáng ngày 7 tháng 3 năm 1971, Đại úy Kinh từ Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn 48 Pháo binh Hành quân gọi điện thoại mời tôi sang bên ấy gấp vì một số ký giả phóng viên đang mong được tiếp xúc với tôi. 9 giờ 30, tôi đích thân lái chiếc xe Jeep đến chỗ hẹn. Tôi không ngờ các bạn ký giả phóng viên đã sẵn sàng ngồi quanh chiếc bàn vuông từ bao giờ. Ngoài một số phóng viên quân đội còn một số ký giả của các báo mà tôi chưa hân hạnh được quen biết. Tất cả anh em đã dành cho tôi một sự tiếp đón nồng hậu, bằng những cái bắt tay chặt chẽ, bằng những lời tâm tình chân thật, bằng những nét lo âu vui vẻ, thể hiện trên nét mặt qua những mẫu chuyện tôi trình bày về cuộc chiến tại căn cứ hỏa lực 30. Cái khó khăn của tôi là làm thế nào lọc trần được những chiến thắng vượt qua ngoài sức tưởng tượng của chính tôi, của các đồng đội bằng lời nói. Thật vậy, tại căn cứ hỏa lực 30, chúng tôi đã đau lưng đấu cật cùng tiểu đoàn 2 dù và pháo đội C3 dù, đạt được một chiến quả vĩ đại quá. Nhưng lúc bấy giờ trong tay tôi không có lấy một tấm hình để chứng minh. Bao nhiêu phim màu phim đen đều gửi về Đà Nẵng để nhờ vợ tôi sang, ngay khi tôi còn chiến đấu tại căn cứ không kịp gửi ra cho tôi. Vả lại biết thế nào mà gửi được, vì tin tức chiến sự hàng ngày chắc chắn đã làm cho gia đình tôi âu lo cùng cực. Còn đầu óc đâu nghĩ đến việc rửa phim sang ảnh hầu gửi lên căn cứ hỏa lực 30 cho tôi. Ấy thế là tôi chỉ còn biết lật lại những trang nhật ký bám đầy bụi đất, tường thuật từng chiến thắng, từ các cuộc yểm trợ cho tiền sát viên cho căn cứ hỏa lực 31 cho việc động quân, với những cuộc trực xạ chống thiết giáp đẩy lui mộng tràn ngập vị trí theo chiến thuật biển người của cộng quân khi chúng xung phong vào bãi đáp. Tôi cũng không quên diễn tả trận đánh gan dạ phi thường nhưng đầy mưu lực của binh sĩ dù xảy ra trước mắt tôi không quá 75 thước. Cùng tình đồng đội tinh thần thượng võ từ vị tướng lãnh cho đến anh binh nhì của binh chủng ưu tú này. Nhân tiện tôi cũng đã dẫn chứng cho các bạn ký giả lòng khâm phục của chúng tôi qua vài hành động cao thượng của Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn 2 dù. Sau mỗi trận đánh, chiến tích của chúng tôi được Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn 2 dù báo cáo rất tỉ mỉ về Bộ Tư lệnh dù ở Khe Sanh. Không hề có sự nhầm lẫn giữa những gì chúng tôi thu đạt được và Tiểu đoàn 2 dù thu đạt được. Điều này tôi được thiếu tá tiểu đoàn trưởng đề cập đến trong những lúc chuyện trò tại Bộ Chỉ huy trong mấy ngày qua. Khoảng 11 giờ trở lại Bộ Chỉ huy tiểu đoàn, tôi nhận giấy phép 7 ngày do thiếu tá tôi cấp. Nhưng khi cầm giấy phép trên tay, thiếu tá bảo, tôi cấp cho anh 7 ngày phép, nhưng anh cố gắng ra sớm sớm để lo cho pháo đội, thăm 2 ngày và cho gia đình biết tin là đủ rồi. Tính thiếu tá tôi từ lâu vẫn vậy. Nhưng cảm tình nồng nhiệt và biết ơn thiếu tá khơi trong lòng tôi hôm về lại Khe Sanh, do thiếu úy kiêm trưởng ban năm tâm sự, chính thiếu tá đã xúc động đến rơi nước mắt lúc không bắt được liên lạc với tôi. Và nhất là sau lúc Diệm báo cáo về tin tức căn cứ hỏa lực 30 mà chính Diệm là chứng nhân, cả tuần lễ thiếu tá đã không hề chợp mắt gắt gỏng mọi người, tất cả chỉ vì lo cho tôi, nghĩ đến pháo đội C. Tôi hiểu và kính trọng thiếu tá tôi lắm. Tuy vậy tôi vẫn bực mình về việc tiết kiệm ngày phép của thiếu tá cho tôi. Tôi cảm nghĩ bị cân hồ quá kỹ. Thưa thiếu tá, dưới thân tàn ma dạy này tôi nghĩ tôi phải uống chết thuốc 7 ngày chưa chắc đã lại sức. Tôi xin thiếu tá đi đúng ngày, về đúng phép của thiếu tá cho. Nỗi lo của thiếu tá tiểu đoàn trưởng tôi là nỗi lo triền miên, lo từng con ốc trong súng bị rơ đến cái bẩn xe bị móp. Chuỗi ngày dài tôi được hân hạnh sống cạnh thiếu tá, chưa lần nào thấy thiếu tá tôi thơi thới. Âu đó cũng là bản tính do thiên phú, nhưng nghĩ cho cùng, nhờ những nỗi lo này của thiếu tá mà tiểu đoàn 44 pháo binh đã hơn 2 lần giết sạch bọn đặc công cộng sản đột kích vào Bộ Chỉ huy tiểu đoàn tại Hòa Cầm, Đà Nẵng. Với giấy phép trên tay, tôi đi vội về Bộ Chỉ huy pháo binh quân đoàn 1 xin phương tiện. Một lần nữa tôi gặp trung tá chỉ huy trưởng. Trung tá lấy bom cam cho tôi ăn rồi giao tôi cho trung tá chỉ huy phó can thiệp xin một phi vụ trực thăng. Kết quả tôi được về Đông Hà trong chuyến trực thăng của chuẩn tướng. 7 ngày phép. 18 giờ 30 tôi lách mình qua cổng, vợ con, ông bà, nhạc gia chạy vội ra ôm chồm lấy tôi khóc sướt mướt.
Năm đứa con tôi tranh nhau nếu lấy quần áo tôi như muốn để chúng xác nhận rằng ba nó quả thật còn sống bằng xương bằng thịt. Đứa lớn nhất nhìn vào ống chân trái bị rách của tôi vừa khóc vừa hỏi. Ba bị thương ở chân hả ba? Ba bị thương xoàng, rách sơ ra tí thịt thôi, không can gì lành rồi. Thật ra mọi người những tưởng tôi đã gửi xương tại Hạ Lào, nhất là khi đọc báo thấy có đăng tin một đại quý pháo binh hy sinh tại trận địa, nhưng không ghi rõ tên mà chỉ ghi đại quý H pháo đội trưởng pháo đội C. Sau này tôi mới biết đó là đại quý Nguyễn Văn Hồ pháo đội trưởng pháo đội C thuộc tiểu đoàn 20 pháo binh của thiếu tá Hào. Anh là người bạn chí thân của tôi, từng làm việc chung tại bộ chỉ huy tiểu đoàn 21 pháo binh ở Quảng Ngãi trong mấy năm liền trước đây. Và tháng 7 năm ngoái, Hầu cùng tôi thụ huấn khóa, đội trưởng tại trường pháo binh quân lực Việt Nam Cộng hòa Dục Mỹ. Lúc bấy giờ anh cùng tôi nằm chung một giường hai tầng. Tất cả tật xấu cùng nết tốt, chúng tôi không giấu nhau tí nào. Nghe tin anh tử trận, thật tình tôi đã khóc. Tôi cũng không ngờ nhà tôi lại biết tin trước cả tôi. Tôi đâm sửng sốc khi nghe nhà tôi thuật lại. Mấy đứa bạn em xem báo, thấy có ông đại quý H pháo đội trưởng pháo đội C. Tờ báo ác hại lại không ghi rõ tiểu đoàn, nên cả đám bạn em cứ đề quyết là anh. Em lô quá chạy dội lên hậu cứ tiểu đoàn hỏi thăm. Và các ông trung sĩ trên đồn thì nói anh vẫn bình an ở Lào. Em không tin lo trước cả ruột gan. Hôm kia nghe tin đồn anh đã về Khe Sanh, cả nhà trong anh ngắn cổ, vẫn không thấy thư từ gì cả. Làm em sinh nghi. Chắc anh bị thương hay không bị, nên tiểu đoàn họ giấu chăng? Tối lại nhiều người bạn anh lại đây hỏi thăm tin tức anh, ai cũng nghĩ là anh chết. Em cùng các bà trong hội bảo trợ gia đình binh sĩ dùng một đi cầu nguyện cho các anh luôn. Bây giờ tôi mới thấy thấm thía thế nào là tình gia đình. Suốt trong cuộc chiến tôi đã quên đi để đối tâm lo lắng cho những pháo thủ đã cùng tôi tử thủ căn cứ hỏa lực 30. Thằng Bách Chiến cố gắng bắt khẩu AK-47, anh nó đội cái nón, chị nó xách cái mặt nạ, chiến lợi phẩm của tôi mang về, xăm xe cả buổi. Hằng những vết máu còn dính trên cây súng tạo cho chúng những tưởng tượng ghê gớm về cuộc chiến. Vào nhà, tôi ngã mình trên salon, đảo mắt nhìn khắp các đồ vật trang trí tại phòng khách với một cảm tưởng lâng lâng khó tả. Bức hình chung của nhà tôi và tôi chụp sau cuộc hành quân tháng 4 năm 64 treo trên tường, lúc tôi còn là chuẩn bị với kiếp tiền sát viên, đập vào mắt tôi. Bỗng dưng những kỷ niệm xa xưa cách nay 7-8 năm hiện lên trong trí tôi. Tôi không bao giờ quên cuộc hành quân gian khổ dạo ấy. Chứng tích còn lại là bộ râu sau hơn một tháng trời di chuyển từ Công Tâm lên Tân Cảnh, vượt Tumorong xuyên rừng núi về hướng đông. Cuối cùng là nút giận tại Mang Bút để tiêu diệt đám tàn quân Việt Cộng chạy loạn vì cuộc hành quân đổ xá. Bây giờ lực lượng ta tấn công phía Tây Quảng Ngãi lên miền Sơn Cước. Nó còn nhắc cho tôi nhớ lại cảnh đói khát hai ngày cùng với một tiểu đoàn bộ binh. Chúng tôi đều phải dùng trao má cải tàu bay trừng thay cơm. Giờ đây dưới càm trâu tôi cũng mọc dài, nhưng nó là chứng tích của những ngày tử thủ căn cứ hỏa lực 30 trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 vượt biên, tấn công xào huyệt của cộng quân ở Hạ Lào. Có lẽ vì cuộc hành quân quy mô có tính cách chiến lược với quá nhiều nguy hiểm xảy đến cho tôi và đồng đội, nên bộ trâu của tôi tự nó có một ý nghĩa khác trước. Nó được dính trên khuôn mặt hốc hác hơn, gầy gò hơn, thể hiện sự âu lo bởi trách nhiệm nặng nề hơn. Không để tôi yên, các con tôi bao quanh lấy tôi, hết đứa này hỏi đến đứa khác hỏi. Chúng bắt tôi phải trở về với thực tại. Chúng đặt không biết bao nhiêu câu hỏi đến nỗi tôi không còn biết trả lời câu nào trước, câu nào sau. Bà ngoại chúng thấy vậy phải hét to. Chứ bọn bay không ra sân chơi để ba bay nghỉ à? Đi, đi chỗ khác chơi. Cục hứng chúng lủi thủi mang chứng lợi phẩm của tôi ra hàng hiên ngồi kháo chuyện. Sau đấy tôi đưa gia đình đến hiệu ảnh chụp một tấm hình lưu niệm trước khi hạ bộ râu. Để có điều kiện săn sóc cho tôi, nhà tôi phải nghỉ ở sở một tuần. Nhân tiện chúng tôi đưa nhau đến Tổng y viện Duy Tân để ủy lạo cho các pháo thủ pháo đội C đang điều trị tại đây. Nhưng tôi thất vọng vì chỉ được gặp vài người, Hạ Sĩ Đình, Hạ Sĩ Vốn, Binh Nhất Một và Binh Nhất Quốc. Các pháo thủ này cho tôi biết số còn lại nằm ở Quân y viện Nguyễn Tri Phương. Trong đó chỉ có Thiếu Quý Thiện bị cưa chân phải lên đến đầu gối. Nghe Thiện bị cưa chân tôi buồn không thốt nên lời. Vết thương của Thiện ở chân đâu có nặng bằng ở mông, vậy mà Thiện bị cưa mất một chân, tại sao có thể thấy được?
Sau khi giúp đỡ một ít tiền cho các pháo thủ, chúng tôi tìm nhà Thiện. Nơi đây vợ Thiện vừa lên xe đò ra Huế để nuôi Thiện. Người anh của Thiện thuật lại cho tôi. Thưa đại quý, hôm đưa Thiện từ Khe Sanh về bệnh viện, vì thương binh quá đông nên các bác sĩ xem không kỹ, cứ cho là bị thương xoàng, không ngờ để quá 4 ngày thối lây qua xương. Vì vậy lúc ở Huế, bác sĩ bảo phải cưa chứ không còn cách nào khác. Hay hôm sau, có tin Thiện di tản về Tổng y viện Duy Tân, vợ chồng tôi vội vã lên thăm ngay. Khỏi cần phải hỏi, chúng tôi tiến vào phòng thương binh dành riêng cho các sĩ quan tham dự cuộc hành quân Lam Sơn 719. Thiện nằm nghiêng toàn thân đắp một tấm drap trắng. Tôi chạy vội lại giường Thiện, ôm chầm lấy Thiện, nghẹn ngào không thốt nên lời. Mặt Thiện tái nhợt vì mất máu, thân hình gầy gò khẳng khiu. Thiện gượng ngồi dậy nhưng ngồi không được. Tôi biết ý bảo Thiện cứ tự nhiên nằm yên cho khỏe. Qua hai hàng nước mắt đông quanh mi. Qua hai hàng nước mắt đọng quanh mi, Thiện bảo tôi. Tôi tức quá đại quý ơi, bị rủi ro phải về trước, không được cùng với đại quý các bạn chiến đấu. Lúc tôi nhập viện, nếu ít thương binh Maya ra tôi được săn sóc kỹ hơn và hy vọng không đến nỗi phải cưa giò như thế này. Thưa thật với đại quý, nằm bệnh viện mà lòng tôi chẳng yên tí nào, cứ nghĩ đến đại quý và anh em trong pháo đội hoài. Sau khi cưa chân họ chuyển tôi ra ngoài khu ngoại thương, gặp ai về bệnh viện tôi cũng hỏi thăm tin tức đại quý nhưng chẳng có ai biết. Hôm rồi, một số anh em bị thương của pháo đội về điều trị ở Huế, nhưng chúng cũng không biết gì về đại quý cả. Có đứa bảo đại quý bị lạc, tôi lo quá, nhất là khi nghĩ đến sức khỏe của đại quý, chắc không chịu nổi khí hậu ở rừng, nguy quá. Em bị thương, anh xem như chính anh gãy cánh tay mặt. Sau khi đưa em về, tình hình trên căn cứ trầm trọng không kể xiết. Mỗi ngày chúng pháo kích có đến hàng ngàn đạn đủ loại, chiến xa tấn công. Bọn chúng tràn lên cả bãi đáp trực thăng nơi em bị thương. Nhưng nhờ bọn mình có thời bắn cháy được hai chiến xa chúng. Rồi nhờ địa thế căn cứ mình khá cao nên sau đấy chúng chỉ xung phong bằng bộ binh, đủ cho lính dù với mình trực xạ tiêu diệt. Tôi thuật sơ qua những phút hải hùng khủng khiếp nhất cho Thiện nghe. Trong lúc vợ tôi đứng cạnh tôi bùi ngùi nhìn cái chân cục của Thiện thỉnh thoảng trung lên vì nhức. Cuối cùng tôi bảo Thiện, thôi em yên tâm nằm điều trị tại đây, anh sẽ cho một đứa đến săn sóc và để cho em sai vặt. Vừa rồi anh nhẫn tưởng được gặp em tại đây trước khi ra lại Khe Sanh. Nên anh và chị có đến nhà gửi người anh của em để chuyển lại em ít tiền mọn của pháo đội. Em hãy xem đó như là chân tình của toàn thể quân nhân pháo đội C tưởng nhớ đến em và vui lòng không từ chối. Vẫn với nước mắt đoanh trồng Thiện tiếp. Thật tôi cảm ơn đại quý và anh em trong pháo đội. Kính nhờ đại quý chuyển lời cầu chúc của tôi đến các bạn được bình an trong cuộc hành quân này. Từ giả Thiện trên đường về tôi trộn lên bao niềm suy tư chua xót trước hoàn cảnh gia đình Thiện. Gương hy sinh tình đồng đội của Thiện hiện rõ lên trong trí tôi. Ngoài Thiện còn biết bao cảnh đáng thương tâm khác quyện vào nhau ám ảnh và như thúc giục tôi, một thằng người toàn vẹn, ý thức lấy trách nhiệm sớm trở lại chiến trường để cùng chia sẻ với các chiến hữu trong thiên chức bảo vệ miền Nam tự do này, trong đó có gia đình họ hàng và bè bạn của chính tôi, không muốn để cho bọn Cộng sản tràn xuống mũi Cà Mau, dù rằng tôi chỉ là một trong muôn vạn học cát trên bãi sa mạc. Chẳng có ý nghĩa gì đối với sự hy sinh cao cả của các chiến hữu đàn anh. 7 ngày phép trôi qua nhanh, tôi từ giã gia đình với tất cả sự bệnh trịnh của vợ con, những tiếng khóc nức nở của bé Chiến bé Hảo, của người vợ biết nuông chiều lo lắng cho chồng. Trước mặt tôi phút này là tất cả những gì trói buộc giữ chặt tôi trong mái nhà êm ấm đầy đủ tiện nghi. Nhưng khuất sau dãy núi Ái Vân, hình ảnh chiến đấu của các chiến hữu gan dạ là một thanh gươm vô hình nhưng sắc bén, đã cắt đứt tất cả những lưu luyến đang vây quanh tôi, kích động tôi thẳng nhiên hướng về bổn phận nhiệm vụ mà giờ đây các pháo thủ đang chờ đợi tôi trong cuộc hành trình gian dở. Đông Hà bắt đầu mưa lại. Qua một đêm tạm trú với thiếu tá Thanh, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 48 pháo binh, tôi xin được trực thăng lên lại Khe Sanh. Trở lại Khe Sanh tiếp tục chiến đấu. 17 giờ ngày 15 tháng 3 năm 1971, sau khi trình diện thiếu tá tiểu đoàn trưởng, tôi tiếp tục nhận thêm hai đại bác 155 ly với thiếu quý Trí, chuẩn quý Khánh làm trung đội trưởng. Đồng thời hai khẩu khác của pháo đội A do thiếu quý Ba chỉ huy được sát nhập vào pháo đội tôi. Cuối cùng pháo đội C chúng tôi được đầy đủ 6 khẩu.
Tại Lao Bảo, Ngân được lệnh thuyên chuyển về tiểu đoàn 101 pháo binh cơ giới giao trung đội lại cho Thiếu Quý Châu. Kể từ đây, lộ trình di chuyển từ Khe Sanh đến Lao Bảo tuy không quá 15 cây số, đường rộng, hai bên lộ tương đối ít rậm rạp, đa số các lùm cây được công binh phát quang trống trải. Tuy nhiên, cộng quân lại tăng gia pháo kích ngày càng khủng khiếp. Những quả đạn pháo kích được trải dài giữa đường do các tiền sát viên địch ẩn nấp trên các sườn núi điều chỉnh. Vì vậy, việc tiếp tế đạn dược thật là trở ngại. Thỉnh thoảng, chúng mang cả B-40 tra sát lộ trực xạ vào các đoàn xe của ta. Dần dần, vị trí pháo binh ở Lao Bảo bị uy hiếp nặng nề cả ngày lẫn đêm. Thiếu Quý Châu đích thân vào máy báo cáo chi tiết từng phút những gì xảy ra cho trung đội của tôi tại Lao Bảo. Giờ đây cũng không khác những gì đã xảy ra cho chúng tôi như khi còn ở căn cứ hỏa lực 30. Cộng quân sử dụng đủ loại súng, hỏa tiễn, pháo binh, súng cối 82 và ngay cả các loại súng bắn thẳng như B-40, 57, 75 ly không giật trực xạ vào vị trí. Hầm ngủ các khẩu lần lượt bị tung nắp, hai khẩu đại bác 175 ly của Hoa Kỳ bị hủy diệt tại chỗ. Tình trạng mỗi lúc một bi đát vì súng hư hỏng, chiến đấu khó khăn, nhưng tinh thần pháo thủ không hề bị suy giảm. Có lẽ vì anh em đã trải qua một cuộc thử thách cam go đầy nguy hiểm tại căn cứ hỏa lực 30 trước đó không quá 3 tuần. Đồng thời, hầu hết các tiền trạm của ta kéo dài từ phi trường chính Khe Sanh đến bộ tư lệnh dù, tổng hành dinh của Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, đều có đạn pháo kích trót đến. Những trận pháo kích này thật sự không gây thiệt hại gì cho ta và cũng không hề làm cản trở công việc yểm trợ tiếp liệu của tiền trạm. Bây giờ tôi được chỉ định chiếm đóng vị trí ở bìa bãi đáp trực thăng cạnh bộ tư lệnh dù. Bốn đại bác của tôi chỉ có nhiệm vụ tác xạ theo lệnh bộ chỉ huy tiểu đoàn dù để bảo vệ các căn cứ quanh vùng. Song việc tác xạ không còn sôi động như trước, giúp cho chúng tôi có thời gian để bảo trì quân dụng, tu bổ các công sự. Mãi đến ngày 20 và 23 tháng 3 năm 71, các pháo đội B từ A lưới, pháo đội A và một trung đội tôi từ Lao Bảo lần lượt kéo súng về Khe Sanh. Cuộc triệt thoái của những pháo đội này cũng thật cam go, đầy trở ngại khó khăn. Suốt dọc theo lộ trình triệt thoái, pháo đội B đã phải nhờ chiến xa kéo súng và chiến đấu với số lính pháo đánh bộ cùng với lữ đoàn dù. Chính các lực lượng này đã vượt suối máu một cách vất vả gian khổ nhất. Sau khi đoàn quân triệt thoái từ A lưới về đến Lao Bảo, pháo binh của ta trấn đóng tại đây cũng được lệnh di chuyển theo. Lợi dụng thời gian này, địch gia tăng pháo kích kịch liệt, cố tạo nên trở ngại lớn lao trong kế hoạch của ta. Nhưng cuối cùng đoàn quân vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Được quy tụ cả ba trung đội về một chỗ, tôi lại nhận lệnh mới di chuyển vị trí vào gần bộ tư lệnh dù hơn. Chính nơi đây, trong những lúc rỗi rảnh, tôi dành thời giờ để ghi lại những chi tiết cần thiết bổ túc cho quyển nhật ký dở dang. Qua hôm sau, pháo đội C được xuất phái bộ tư lệnh dù để tăng phái cho lữ đoàn 1 đặc nhiệm của đại tá Luật. Dịp này tôi hân hạnh được tiếp xúc với trung tá Sáu vài lần. Nguyên trước kia trung tá là chỉ huy trưởng pháo binh quân đoàn 1 và nay là chỉ huy phó lữ đoàn 1 đặc nhiệm, vẫn với giọng trầm tĩnh, nụ cười cởi mở. Trung tá thuật lại nỗi gian truân của toàn bộ chỉ huy lữ đoàn lúc chiếm đóng căn cứ A lưới, lúc triệt thoái. Trong câu chuyện thỉnh thoảng, trung tá cho tôi vài nhận xét về kinh nghiệm chiến trường thật xác thực, cùng vài cảnh tượng thương tâm xảy ra trước mắt trung tá. Vào một buổi trưa, bỗng trung tá Liên, tiểu đoàn phó của tôi từ bên ngoài nhảy vội vào đại tác xã ôm lấy tôi mừng rỡ, râu thiếu tá mọc dài. Điều mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, thôi thì thiếu tá hàn huyên đủ chuyện, và chính tôi không ngờ, thật tình không ngờ, lúc căn cứ hỏa lực 30 bị nổ tung kho đạn, là lúc thiếu tá đang dùng ống dòm từ căn cứ A lưới quan sát, lo lắng cho số phận mong manh của tôi. Thế rồi trong suốt cuộc hành trình cùng các chiến hữu dù rời bỏ căn cứ, thiếu tá đã theo dõi từng phút để cuối cùng mừng cho pháo đội C trở lại Khe Sanh an toàn. Những cảm nghĩ trung thực của thiếu tá đối với chiến tích của pháo đội C thể hiện lòng yêu đậm đà mà có lẽ chỉ có thiếu tá là người ở trong cuộc giằng co từng phút với tử thần mới phát khởi như thế. Nhờ trở lại Khe Sanh tiếp tục chiến đấu, tôi chứng kiến hàng trăm đồng bào Lào tháp cùng theo các đơn vị thiết giáp vượt biên về Việt Nam, trông họ thật thảm thương. Qua hình thức bên ngoài về cách phục sức, đàn ông đóng khố đàn bà lượt vượt gối mình trong chiếc xà rông rộng thùng thình, con nít trần truồng, mỗi người đều có mang sau lưng một cái gùi to tướng, chứa đựng bên trong nào ngô khoai, nào những vật dụng tối thiết không đáng giá. Cho đời sống của họ, người sau theo chân kẻ trước âm thầm bước cạnh các chiến binh của ta.
Bất giác tôi thở dài liên nghĩ đến những lời tuyên truyền loan đi từ đài phát thanh Hà Nội về sức đề kháng của nhân dân Nam Lào đối với cuộc hành quân Lam Sơn 719. Tôi không thể và không bao giờ tưởng tượng nổi, dù có cố gắng, cũng không làm sao tin được rằng những con người hạ lào ấy lại có đủ khả năng sử dụng các chiến cụ cơ giới tấn công vào chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã chạm mặt qua các cuộc công đồn của chúng tại căn cứ hỏa lực 30. Thật vậy, không cần phải chú ý mới nhận thấy, thoáng nhìn họ ta có thể so sánh họ chẳng khác gì dân tộc thiểu số sống trong dãy Trường Sơn dưới thời kỳ Pháp thuộc. Hơn thế nữa, tù hàng binh do lực lượng ta bắt được tại trận toàn là người Việt nói tiếng Việt thuộc miền Đồng Hới trở ra. Ấy thế mà, ngày cũng như đêm, đài Hà Nội vẫn không ngượng mồm lải nhải cái gọi là tin chiến sự, thuật lại những trận đánh khốc liệt trên đất Hạ Lào với giọng điệu cổ võ nhân dân Nam Lào trước thành tích này thành tích nọ. Suy từ đấy, dù có khó tính bao nhiêu tưởng cũng khó mà xuyên tạc, nhưng với Cộng sản không có cái gì là chúng không làm được, miễn cái cứu cánh chúng đạt được. Vì lẽ này, luận điệu tuyên truyền biệt bọn của chúng lại một lần nữa đem ra áp dụng, có gây hoang mang trong hàng ngũ chiến sĩ ta và xảo trá, lường gạt dư luận quốc tế. Sự kiện đó là ngón sở trường của nhà nước Cộng sản miền Bắc vậy. Qua ngày 24 tháng 3 năm 71, Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn cùng các pháo đội tác xã A và B được triệt thoái về Đông Hà. Trên pháo đội tôi vẫn trấn giữ khe xanh để yểm trợ bao vùng. Đông Hà, những ngày tạm trú. Sáng 26 tháng 3 năm 1971, tôi thi hành bàn giao nhiệm vụ lại cho pháo đội 155 ly của Đại quý Khôi thuộc tiểu đoàn 48 pháo binh đến thay thế. Kế đấy tôi hướng dẫn pháo đội C với đầy đủ 6 đại bác di chuyển theo các đơn vị tiền trạm. Khởi hành từ Khe Xanh lúc 14:15, chúng tôi theo sau một đơn vị pháo binh phòng không Hoa Kỳ. Đoàn xe rất dài, nối tiếp nhau có đến 10 cây số. Đường đi được công binh sửa chữa thêm trong suốt thời gian hành quân, nên bây giờ trở nên chậm rãi như xa lộ, và tuy là đường đất không trải nhựa, nhưng mặt đường ít lồi lõm, có điều quanh co và hai bên cạnh đường vẫn còn những vách núi chằng chịt cây rừng khuất lấp. Chính cộng quân đã lợi dụng địa thế này đặt những toán phục kích nhỏ sử dụng B-40 bắn vào đoàn xe của ta. Sau một tiếng đồng hồ lăn bánh chậm chạp, chúng tôi phải dừng lại để các đơn vị tiền phong chiến đấu với một toán phục kích địch. Khi xe tiếp tục chạy, chúng tôi vượt qua chặng phục kích, nhìn thấy chiếc xe cần trục cháy dở nằm bên vệ đường cùng một xe chiếc với 4 chiến hữu tử thương tại chỗ. Di chuyển trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, trên pháo đội tôi liên tiếp thoát khỏi 3 lần phục kích tại 3 địa điểm khác nhau trên lộ trình. Lúc thì địch quân đánh vào đằng trước, giữa hoặc sau đoàn xe, nhưng may mắn không có lần nào ngay trong đoàn xe của chúng tôi. Để khích lệ tinh thần anh em, thiếu tá tiểu đoàn trưởng dùng trực thăng vần vũ bay theo chúng tôi, liên lạc từng phút với lòng lo lắng cực độ. Sực nghĩ lại, quả thật pháo đội tôi có số đỏ, đã vinh dự tiền phong vực biên giới Lào Việt sau khi Tổng thống hạ lệnh tấn công và cuối cùng rút về sau rút đối với các pháo đội tác xã trong tiểu đoàn 44 pháo binh này. 18 giờ, thị trấn Đông Hà hiện ra trước mắt chúng tôi. Từ trên trực thăng, thiếu tá tiểu đoàn trưởng ra lệnh cho tôi đưa pháo đội vào đóng quân chung trong doanh trại pháo hồng của tiểu đoàn 48 pháo binh. Nơi đây các pháo đội A, B đang tạm chiếm từ hai hôm qua. Bây giờ, chúng tôi mới cảm thấy nhẹ cả người, mặc dù thỉnh thoảng địch vẫn pháo kích hỏa tiễn vào phi trường đối diện với chúng tôi không quá 1.000 thước, không làm bận tâm cho ai cả. Tuy nhiên, công việc nhà binh là thế, hết nhiệm vụ này lập tức có ngay nhiệm vụ khác, thôi thì đủ việc để làm, không có lấy một giờ thất nghiệp. Chúng tôi bắt tay ngay vào việc tu bổ đại bác, liên lạc quân cũ xin cơ vận thay thế, tu bổ quân xa, chuẩn bị Bandero duyệt binh lập tức phúc trình tổng thất, lập bản đề nghị thăng thưởng cấp bậc, tưởng thưởng huy chương cho các anh em hạ sĩ quan binh sĩ, cơ hồ không còn đủ giờ để làm hết việc. Chính lúc này chúng tôi, những người hiện diện tại đơn vị, được nhận một ít tặng phẩm của phu nhân Tổng thống Thiệu gửi đến. Món quà tuy nhỏ, mỗi người được 5 gói thuốc chu bi và một lọ dầu cù là, nhưng cử chỉ ưu ái này phần nào đã an ủi được lòng các chiến binh xông pha ngoài trận tuyến. Chẳng bao lâu, nhờ các sĩ quan giàu thiện chí và ham việc, pháo đội tôi hoàn tất các công tác của tiểu đoàn giao phó. Rồi theo lệnh mới, tôi tiếp nhận Trung úy Vinh làm sĩ quan tác xã pháo đội thay thế Trung úy Lân. Vinh, người dông dỏng cao, nước da cháy nắng, là một sĩ quan gan dạ, đã đi đoạn hậu triệt thoái được hai khẩu đại bác 155 ly từ A Lưới về Khe Xanh bằng đường bộ, trong đoàn của Đại quý Vẹn và Trung quý Phương.
Suốt thời gian từ 27 tháng 3 đến 3 tháng 4 năm 71, chúng tôi chỉ quanh quẩn ở cổng trại Pháo Hồng chờ đợi những chỉ thị của thượng cấp. Anh em đi phép, nhân đấy lần lượt trở về đầy đủ, chúng tôi tiếp tục cuộc sống bình thường như trước khi đi hành quân. Vào một buổi tối, tôi tiếp nhận lá thư của một đồng bào Đại Lộc, lại là người đang kiêm hiệu trưởng trung học đệ nhất đệ nhị cấp sở tại gửi đến. Lời lẽ trong thư đã an ủi cho tôi cùng toàn thể quân nhân pháo đội C trên 44 pháo binh rất nhiều. Ông ấy viết, Hội An ngày 16 tháng 3 năm 1971, anh Hy, trong những ngày bận rộn lo thủ tục xuất ngoại tại Sài Gòn, tôi thật sự băn khoăn khi nghĩ đến anh và pháo đội C. Chiến trường Lào với những khó khăn lúc đầu làm tôi không yên tâm. Tôi cố gắng tìm những liên lạc về anh để trả lời câu hỏi hàng ngày của quý vị giáo sư trong trường tôi, của mấy em nam nữ sinh thơ ngây và thành thật khi chúng hỏi về anh, vị sĩ quan trẻ hào hoa mà chúng mến mê đậm đà. Tin thất thủ từ đồi 31 làm tôi thêm bối rối, tôi thường không say mê tin chiến sự. Bỗng nhiên tôi thấy quan trọng lạ thường, tôi tìm đọc tin tức về Lào, nhưng làm sao để biết bây giờ anh ở đâu? Tôi biết chắc là trong Lào Quốc đèo heo hút gió. Có lúc anh nghĩ đến trường do anh đỡ đầu, thật là kỳ lạ, chỉ có thể hiểu mà không lý giải được. Có hàng ngàn người đang chiến đấu tại Lào. Tại sao? Ở đây, quận Đại Lộc này, từ cụ già đến em học sinh, từ người thức giả đến thứ dân đều nghĩ đến anh, hỏi về anh, lo cho anh. Đây quả là trường hợp hy hữu, vì như anh rõ, anh cùng pháo đội C chỉ ở đây mấy tháng. Thời gian không đủ để sự cảm mến những khả tính nơi anh loan tỏa rộng rãi thế này. Chúng tôi đi ngang cà phê Trăm, ngang nhà huynh, đều bị chặn lại hỏi về anh. Trời tháng 2 mà trở lạnh, chúng tôi ngồi trong văn phòng nhìn vật kỷ niệm anh tặng, nhìn lên đồi 37 rồi bất giác thở dài. Quả đúng như vậy, sự ra đi của anh và pháo đội C để lại một khoảng trống quá lớn tại địa phương này, nhưng với tôi mới là điều quan trọng. Vài đêm ngủ trên đồi anh, tôi không quên được. Chỗ này đã mất hết một chỗ, tôi xin đọc ở ngoài tờ giấy. Có cái gì đó khiến tôi tự nghĩ là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Với anh, nó có thể là quan niệm sống về những gu giống nhau, những cảm nghĩ về cuộc chiến như nhau. Tôi biết anh không có thì giờ để buồn khi chiến đấu ở Lào. Chính cái điều làm ta băn khoăn là ta ý thức quá rõ về thân phận của ta và tha nhân. Song pha trăm trận chắc anh không quản ngại da ngựa bọc thay, nhưng lo mà sau mình không biết có ai tiếp tục sự nghiệp mà mình phải trả bằng mồ hôi và xương máu. Thú thật với anh, tôi không tin tưởng bao nhiêu ở thế hệ mai sau. Dù vậy, cả tôi cả anh, chúng ta sinh ra dưới vì sao lung linh. Chúng ta không chịu an nhàn trong vô vi, chúng ta đủ an tâm thụ phận nhưng không yên lòng vì hoàn cảnh hiện tại của nước nhà. Tôi cố gắng tạo một triết lý trong khi tôi nghĩ đến nỗi gian lao của anh, nhưng tôi tầm thường quá, nghĩa là thấy lo lắng ưu tư, vẫn thấy cái gì chua xót khi nghĩ về anh đang chiến đấu trong cực kỳ thiếu thốn gian nan. Trong tiềm thức đó, từ Sài Gòn không chiến tranh, tôi theo dõi tin tức ở Lào và thật là huyền diệu. Ngày 14 tháng 3 năm 71, tôi tìm được tin anh ở trên mặt báo tin sống. Anh Hy, tôi thật sự sung sướng khi đọc được mẫu tin nhỏ này. Tôi tin là đồng bào ở Đại Lộc cũng thế và chắc là nam nữ giáo sư và học sinh. Trường tôi cũng không còn sống trong lo sợ phập phồng. Ít ra là lúc này, ngay khi đọc bài báo ngắn này, bây giờ thì có lẽ anh đã trở về bên này biên giới. Tôi hy vọng rất ít lá thư này sẽ đến tay anh, dù vậy không viết cho anh, tôi không chịu được. Tôi vừa từ Sài Gòn về ngày qua và ngày mai định đi Đà Nẵng ra thăm chị, lưu cháu để được biết ít nhiều về anh. Tôi đã trải qua một cuộc thi trắc nghiệm hào hứng và hy vọng nhiều về chuyến xuất ngoại sắp đến. Trước khi được đi, tôi sẽ ghé thăm anh chị và lưu cháu. Nắng lên, trường ta bắt đầu những hoạt động rất ngoạn mục. Tôi đã tổ chức được một chi đoàn thanh niên Hồng Thập Tự và Toán Nghĩa Sinh để làm công tác cứu giúp đồng bào. Cả trường mong tái ngộ anh. Anh cho chúng tôi gửi lời thăm Trung Quý Lân, anh Thiện và tất cả anh em trong pháo đội C trên 44 pháo binh. Xin nói dùm với các chiến hữu trong pháo đội anh là thầy trò chúng tôi đang chờ các anh từng giờ từng phút. Cầu mong các anh được nhiều may mắn trong sa mạc tử thần. Thân kính, Phan Thể Tập, Hiệu trưởng trường Trung học Đại Lộc.
Lá thư quá dài, cả bốn tờ phiêu lưu viết bằng tay. Nội cái công ngồi viết cho xong bức thư đã nói lên được những gì mà pháo đội tôi gặt hái được trong lòng dân Đại Lộc trước ngày xuất quân. Những hoạt động tích cực của các pháo thủ, pháo đội xe chúng tôi khơi nguồn từ thiện tâm, thiện chí, tự nguyện của anh em, dầu sao cũng xoa dịu phần nào, dù là một phần rất bé nhỏ, đối với đồng bào sống trong thảm họa thiên tai bão lụt tại quận Đại Lộc trước đây. Tôi vô cùng cảm động sau khi đọc xong bức thư trên, và không đợi đến sáng tôi ra điếm canh, nhờ cái bàn nhỏ ở đấy viết phúc đáp ngay. Trong thư tôi thuật sơ lược những gian nan nguy hiểm cùng những chiến thắng vẻ vang thu đạt được tại căn cứ hỏa lực 30 trong 7 ngày tử thủ trước khi rời vị trí. Tôi nhờ ông ta chuyển lời thành kính biết ơn của tôi và pháo đội C đến đồng bào đã đặc biệt lưu tâm lo lắng cho chúng tôi. Tôi không quên xác nhận rằng lòng thương mến của đồng bào ở hậu phương là niềm khích lệ lớn lao cho toàn thể quân nhân pháo đội C trên 44 pháo binh chúng tôi. Qua ngày kế tiếp, tôi nhận được một gói báo do gia đình tôi gửi ra, gồm có hòa bình, ngôn luận, tinh sáng, xây dựng mà vợ tôi mua từ mấy tuần trước. Trong đó có đăng những tin tức pháo đội C chúng tôi liên quan đến cuộc hành quân tại căn cứ hỏa lực 30, kèm theo với gói báo có thư của Thiếu úy Thiện gửi cho tôi, viết tại Tổng y viện Duy Tân, Bệnh viện ngày 23 tháng 3 năm 1971. Kính đại quý, lá thư này đến tay đại quý trước kính thăm đại quý, các vị sĩ quan và anh em binh sĩ pháo đội C. Cũng không gì hơn kính chúc đại quý và tất cả được an lành, luôn luôn may mắn dù có hành quân ở bất cứ nơi nào. Kính đại quý, bây giờ tôi cũng khỏe hơn hồi đại quý cùng cô đến thăm tôi nhiều. Tuy nhiên cái chân bị cưa vẫn còn nhức nhối khó chịu, nhất là vào buổi tối. Một đôi khi cũng rất mệt lúc thời tiết thay đổi, mưa nắng bất thường. Tôi bị cưa chân như thế này. Tuy rất giận ông bác sĩ nhấp nhem ngoài bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nhưng bây giờ tôi cũng đã an phận của tôi rồi. Phần đại quý tôi rất lo lắng, thú thật là tôi rất thương và cảm phục đại quý. Đại quý đã sống thật và tình cảm, kể ra tôi sống với tiểu đoàn trong thời gian gần 2 năm, nhưng chỉ sống với 4 vị đại quý pháo đội trưởng, mà đại quý là người tôi chịu sống và thích sống nhất. Còn nói về tình cảm mà đại quý dành cho tôi thì không thể nào kể cho xiết, tôi mang ơn đại quý và cô quá nhiều. Chúa Nhật nào cô cũng dẫn mấy cháu lên thăm tôi kèm theo món quà. Ơn này không biết khi nào tôi mới trả cho xong. Kính đại quý, tôi kính tin đại quý rõ, hôm trước có hạ sĩ quan Phan Mãi lên giúp đỡ cho tôi, còn trước đó một tuần có hạ sĩ Hường lên săn sóc tôi vào buổi sáng. Đôi dòng kính thăm đại quý, các vị sĩ quan và anh em binh sĩ pháo đội C, lại Phật gia hộ cho đại quý và tất cả được an lành. Thiếu quý Cục Dò, Huỳnh Công Thiện. Bây giờ Thiện chỉ còn có một chân, nhưng tôi tin tưởng Thiện đã hãnh diện với chiến tích của đồng đội gặt hái ở căn cứ hỏa lực 30. Những người bạn đã từng chia sẻ vui buồn trong đời quân ngũ của Thiện. Đổi một chân cá nhân Thiện hẳn bị thiệt thòi, nhưng xác địch hàng ngàn tên quanh căn cứ là một sự trả thù nhãn tiền và hiệu quả của tất cả chúng tôi. Những chiến hữu thừa kế sự nghiệp Thiện, làm cho Thiện ít ra cũng vơi được sự hận lòng khi Thiện nhìn xuống cái chân cục của mình. Trước và sau Thiện, còn biết bao nhiêu chiến hữu mà lòng họ không bao giờ quên được hình ảnh một người bạn, một người anh, một người em trong tập thể gia đình pháo đội C đã sống với nhau qua bao ngày tháng gian khổ nguy nan. Tất cả điều đó phải là tia nắng ấm sưởi lòng Thiện trong những phút suy tư về kiếp sống tàn phế của mình. Thiện, tôi muốn nói, muốn hét to trong không gian bao la này. Thiện luôn luôn là mẫu người lý tưởng của pháo đội C, thể hiện nơi em tất cả những gì cao đẹp nhất khơi nguồn từ tình đồng đội sẽ mãi mãi in sâu vào lòng mọi người, trong đó có anh. Vào một buổi sáng, tôi nghe đài phát thanh quân đội thuật lời phỏng vấn tôi tại Khe Xanh. Ít hôm sau, đài tự do tái phát thanh chương trình ấy vào 4 buổi trưa liên tiếp. Cùng lúc đài phát thanh Hà Nội cũng lại nói về tôi, nhưng lại xuyên tạc một cách trắng trợn rằng căn cứ hỏa lực 30 bị bọn chúng tràn ngập và tôi đã thất lạc 6-7 ngày trong rừng, nhịn đói nhịn khát không tìm thấy đường về. Quả đúng là lời tuyên truyền của Việt Cộng. Trong lúc chính chúng tôi luôn luôn sát cánh chiến đấu với tiểu đoàn hai dù, thi hành viên mãn nhiệm vụ của thượng cấp giao phó, vả lại tôi hiện hữu, tưởng chỉ bấy nhiêu cũng đủ trả lời cho bọn chúng rồi vậy. Tiếp xúc ủy ban yểm trợ chiến trường và nói chuyện trên vô tuyến truyền hình tại Huế.
ngày 2 tháng 4 năm 1971, thi hành chỉ thị của Trung tá Chỉ huy trưởng Pháo binh Quân đoàn 1, tôi hướng dẫn một số chiến hữu pháo binh có công trong cuộc hành quân Lam Sơn 719, Tháp Tùng Phòng Tâm Lý Chiến thuộc Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 vào Huế, do lời mời của Ủy ban Yểm trợ Chiến trường sở tại tổ chức, đồng thời cũng là dịp để trình bày cho đồng bào hậu phương những sự kiện trung thực đã xảy ra tại mặt trận Hạ Lào, tại mỗi nơi mà chính mỗi chúng tôi đã chứng kiến trong lúc chiến đấu. Hơn 9 giờ chúng tôi rời Đông Hà, đi với tôi có binh Nhất Huy, Đại Quý Thình đại diện cho các chiến hữu tiểu đoàn 62 pháo binh, Thiếu Quý Hiền đại diện cho tiểu đoàn 64 pháo binh, cùng một vài hạ sĩ quan binh sĩ thuộc các tiểu đoàn liên hệ trực tiếp tham dự cuộc chiến Hạ Lào. Đến Huế, chúng tôi nhận ngay sự tiếp đón nồng nhiệt của Đại Quý Tôn Thất Đàm, Đại đội trưởng Đại đội Chiến tranh Chính trị, mặc dù Đại Quý đã đặt tâm lo lắng cho chúng tôi chỗ nghỉ ngơi khang trang với đầy đủ tiện nghi, nhưng đa số anh em chúng tôi lại chỉ muốn tự do trong thơ mộng của đêm tàn bến ngự, trăng nước, sông Hương. Ngày 3 tháng 4 năm 71, khoảng 8 giờ, Đại Quý Đàm hướng dẫn chúng tôi đến đài truyền hình Huế. Tại đây, một số các bạn trong Ủy ban Yểm trợ Chiến trường cùng một số đồng bào và các em nam nữ sinh đang đợi chúng tôi, trên khuôn mặt mọi người đều tỏ vẻ vui mừng, niềm nở. Trong thời gian chờ cho nhân viên đài truyền hình chuẩn bị hệ thống thu hình, một nữ sinh trạc độ 17 tuổi, sau khi xem những tấm hình do tôi chụp được tại căn cứ hỏa lực 30, nhằm lúc tác xạ yểm trợ tịch thu vũ khí địch đã hỏi tôi: "Thưa đại quý, mình đánh thắng vậy sao em nghe các anh pháo binh rút lui bỏ súng lại bên Lào hết?" Câu hỏi thật ngắn gọn, nhưng quả thật là một câu hỏi rất khéo mà chắc rằng đồng bào hậu phương, những người quan tâm đến chiến cuộc, hẳn ít nhiều cũng thắc mắc như thế. Tôi không ngờ câu hỏi ấy lại được thốt lên trên đôi môi mọng đỏ duyên dáng của một cô bé học sinh. Tôi đã trả lời không suy nghĩ: "Để giải đáp câu hỏi của em, hay đúng hơn, những thắc mắc mà em vừa nêu lên, anh sẽ giải đáp từng điểm một. Những gì anh biết và nhìn thấy tận mắt trong những ngày các anh tử thủ căn cứ hỏa lực 30, nơi đó chính anh và các chiến sĩ dù trực tiếp chiến đấu từ đầu đến cuối. Trước tiên, anh đề cập đến việc rút lui. Các anh đã rút lui như thế nào? Lúc tất cả đại bác của các anh bị tê liệt, các anh phải di chuyển theo tiểu đoàn 2 dù chiến đấu. Sau đấy, các anh được trực thăng vận về Khe Sanh nhận súng mới rồi trở lại chiến trường, tiếp tục tác xạ yểm trợ. Việc trời căn cứ hỏa lực 30 là nhiệm vụ các anh tuân hành thượng lệnh. Riêng tiểu đoàn 2 dù, sau khi đưa các anh về vẫn tiếp tục đánh bọc ra mặt tây căn cứ, tịch thu rất nhiều chiến lợi phẩm, phá hủy rất nhiều kho tồn trữ quân trang quân dụng, máy quay Tronio, máy truyền tin. Mãi đến ngày 20 tháng 3 năm 71, nghĩa là sau 17 ngày chiến đấu nữa mới triệt thoái về Khe Sanh. Như thế là các anh đã chiến đấu chứ có rút lui theo cái nghĩa địch tấn công đẩy lực lượng ta ra khỏi căn cứ đâu. Thứ nữa, các anh có bỏ súng cho địch dùng không? Đối với các anh là những pháo thủ chuyên nghiệp, mỗi khẩu đại bác có hàng trăm cơ phận. Các anh chỉ cần siết chặt một con ốc, đại bác tức khắc sẽ biến thành một khối sắt khổng lồ. Cho dù có sử dụng đến xe cần trục hàng chục tấn cũng không thể lôi khỏi cơ bẩm để nạp đạn vô nòng. Lại nữa, các anh cũng có thể trút bỏ một vài cơ phận thật nhỏ nhưng rất quan trọng như kim châm hỏa cần vận dụng. Thiếu một trong hai món này, đại bác 155 ly của anh chỉ còn có mỗi một công dụng, triển lãm. Việc tháo gỡ những cơ phận đó để chôn giấu hoặc dứt ra ngoài vị trí rất dễ dàng, nhanh chóng. Chắc các em đã đọc báo tường thuật trận đánh ở căn cứ Lô Lô. Ở đây cũng có pháo binh, khi địch bám sát căn cứ, lệnh triệt thoái ban hành thật khẩn cấp. Hàng chục trực thăng đáp xuống chớp nhoáng trong vòng 5-10 phút di chuyển tất cả quân nhân rời căn cứ, địch không kịp trở tay. Sau đó, chúng ào lên căn cứ thu chiến lợi phẩm, với dụng tâm lấy chiến cụ của ta làm phương tiện tuyên truyền, khuếch trương chiến quả. Nhưng đồng thời B-52 lao đến, lấy căn cứ làm tâm điểm, dội bom phá tan căn cứ. Dẫu có khó tính bao nhiêu, ta cũng không thể phủ nhận cái giá mà địch phải trả về sinh mạng. Do đó, tính ra cũng hàng ngàn tên chứ không thể ít hơn được. Thế cho nên, khi để lại những khối sắt khổng lồ, sau khi đã tiêu hủy những cơ phận thiết yếu, đem đánh đổi hàng ngàn cộng quân là điều không chối cãi rằng chúng ta đã thắng. Phương chi đối với quân lực ta, các vị tướng lãnh đều có đồng một quan niệm bảo vệ tối đa sinh mạng của binh sĩ, tiết kiệm tối đa xương máu của thuộc hạ. Để chứng minh điều này, có bao giờ các em nghe quân lực Việt Nam Cộng Hòa dùng chiến thuật biển người chống cộng không? Trong lúc đó thì cộng quân thí mạng một cách điên cuồng.
Từ những sự kiện trình bày trên, hẳn các em đã có một ý niệm việc để lại các khối sắt khổng lồ hàng ngàn ký kia đã nằm trong chiến thuật đánh lừa địch của Bộ Tư lệnh Hành quân, chứ đâu phải bỏ súng bên Lào để cộng quân tịch thu một cách dễ dàng. Tại căn cứ hỏa lực 30 của anh cũng vậy, với cao độ 727 thước, địch đã ê răng ê càng, thảm bại suốt 7 ngày tấn công liên tiếp đến nỗi chúng không dám xung phong nữa. Mặc dù các anh em đã rời căn cứ 2 ngày, về sau căn cứ được phá hủy bằng bom do phản lực cơ và B-52 thi hành, chắc chắn không còn sót một mảy may nào quân trang quân dụng với sức công phá khủng khiếp của những trận mưa bom này. Lúc vào phòng thu hình, chúng tôi trả lời đủ các câu hỏi của mọi người. Tuy nhiên, chúng tôi xác nhận rằng những lời trả lời của mỗi chúng tôi là những lời trình bày lại một sự thật. Ở mỗi chỗ chúng tôi chiến đấu, thấy và nghe được những gì đã xảy ra, chứ không là đại diện cho cả binh chủng, cho cả các chiến hữu đã tham dự cuộc hành quân kéo dài từ Khe Sanh đến Cherbourg, từ ranh giới hoạt động phía cực bắc của Liên đoàn Biệt động quân đến phía cực nam của Sư đoàn 1 Bộ binh. Nhân dịp này, tôi không quên đề cập mẫu chuyện của Đại Quý Thần thuật lại việc săn tin của các phóng viên ngoại quốc, mẫu chuyện ấy điển hình. Có lẽ thế, cho một vài phóng viên chiến trường say mê với thiên chức. Hôm ấy, Thành cùng pháo đội của anh được trực thăng vận vào căn cứ Sofia, đó là căn cứ có pháo binh chiếm đóng sâu nhất trong nội địa Lào, để yểm trợ trực tiếp cho các tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 1 Bộ binh hoạt động tại Cherbourg. Sau khi đặt chân đến vị trí, cộng quân liền chào pháo đội anh bằng những loạt pháo kích hỏa tiễn. Vì vậy, quân nhân trong pháo đội anh vừa phải bắt tay thiết lập các công sự, lại vừa phải phản pháo và tác xạ yểm trợ, thôi thì không còn một phút nào ngơi nghỉ. Tại đấy có một phóng viên người Nhật, tôi quên tên. Kể ra anh cũng khá can đảm và là một phóng viên chiến trường duy nhất đi theo một đơn vị chiến đấu vào sâu nội địa Lào nhất, đã từng lao mình thu được những tấm hình cận chiến giữa lúc thiết giáp ta giao tranh với chiến xa địch bằng viễn vọng kính cài trên máy ảnh. Không biết bây giờ anh định làm gì mà ôm đầu nghề vượt sườn đồi tiến lên vị trí thần. Cùng lúc đó, một pháo thủ đang vác trên vai một khúc cây khá dài, nặng, tiến song song và cách chàng phóng viên ngoại quốc nọ vài ba thước. Bỗng có tiếng hú ghê rợn của hỏa tiễn thấp dần vượt qua đầu. Anh bò lê bò càng để tung tóe đầu ngày trên đất. Trong lúc pháo thủ của Thành thả một đầu cây xuống đất, một đầu tựa vào vai đứng nhìn anh ta cười ha hả. Anh có vẻ mắc cỡ. Theo lời Thành, lầm còm đứng dậy đi lượm lại ống kính máy ảnh. Có lẽ anh ta đã khiếp đảm vì trải qua nhiều trận pháo kích nặng nề, hoặc cũng có thể anh chưa kinh nghiệm đối với những tràng pháo kích lai rai của địch, mà lại thường khi còn nghe được tiếng hú của hỏa tiễn của đại bác địch, thì chắc chắn chỗ đứng của mình yên như vạn thạch. Vì như thế, điểm nổ đã cách xa, do đó chàng pháo thủ nhà ta đã bình chân như vậy. Sau đấy anh ta tiến lên gặp Thành, xin được quay phim cảnh làm việc của các pháo thủ, cảnh tác xạ của pháo đội. Đang khi nói chuyện, anh đăm đăm nhìn cái nón sắt đã bị thủng một lỗ lớn do mảnh đạn pháo kích xé rách trên đầu một pháo thủ đang bê càng súng. Lần là đến cạnh chàng pháo thủ, anh tự tay cầm lấy cái nón sắt hai lớp mới toanh của anh, xin đổi lấy nón sắt của chàng pháo thủ, nhưng đổi không được vì đó là kỷ niệm hy hữu trong đời binh nghiệp của chàng ta. Anh bèn gạ gẫm xin bù thêm 10 đô la cùng với bộ nón sắt mới ấy. Cuối cùng chàng pháo thủ vẫn khăng khăng không thèm đô la. Dĩ nhiên trong cuộc mặt cả này, anh phóng viên ngoại quốc kia sử dụng loại ngôn ngữ quốc tế bằng cử chỉ hơn là bằng tiếng nói, vì anh ta là người Nhật. Ngoài ra, Thành còn kể cho tôi nghe việc các phóng viên ngoại quốc đi săn tin tại chiến trường. Họ không bao giờ dám rời trực thăng quá 5 phút, đến nơi là họ nhào vội vào hầm tránh pháo kích. Còn hỏi thì được mấy ai biết trình sinh ngữ để trả lời. Bởi vậy, những bản tin chiến trường do các vị phóng viên này gửi đi hầu hết thiếu hẳn sự trung thực. Mặc dù có vài trường hợp may mắn họ đã đến tận nơi, đã không trung thực lại chấp nối những hình ảnh trận Điện Biên Phủ của năm 1954 thì quả thật là khôi hài. Sự kiện trên làm cho tôi tưởng tượng mà không nhầm rằng nếu chàng pháo thủ của Thành bằng lòng đổi bộ nón sắt kèm theo 10 đô la kia, thì sau này cái nón sắt lủng nọ sẽ tạo biết bao nhiêu huyền thoại oai hùng cho vị phóng viên Nhật. Trong buổi nói chuyện hôm nay, riêng phần pháo binh Đại Quý Thành trình bày hoạt động của pháo đội do Thành chỉ huy, từ lúc trực thăng vận chiếm đóng căn cứ Sofia, với tất cả những hiểm nguy gian khổ kéo dài cả tuần lễ, nhưng cuối cùng nhờ sự gan dạ và nhất là tình đồng đội gắn bó, Thành đã cùng các pháo thủ của anh hoàn tất nhiệm vụ yểm trợ một cách hữu hiệu.
nhất là diện đối diện trực xạ với cộng quân mà cả đôi bên đều nhìn thấy nhau, thách thức nhau. Thiếu Quý Hiền bằng giọng nói gạt Quảng Nam, trung thật thuật lại những lúc vừa tác xạ hậu tương cho căn cứ chúng tôi, vừa lại trực xạ với khoảng cách dưới 1.000 thước chống các khẩu súng 57-75 ly bắn thẳng của địch tại căn cứ Phú Lộc. Binh Nhất Huy kể lại trận đánh tràn vào bãi đáp mà chính Huy đã chạy đến góp phần với các nhân viên khẩu 4 của Hạ sĩ Nhất cũ, trực xạ với khoảng cách ngắn nhất từ 50 đến 100 thước, chặn đứng cuộc tấn công biển người bên ngoài tuyến thứ nhì. Trung Quý Lân kể lại phút ngạt thở nhất khi trực xạ chống thiết giáp địch. Cuối cùng, chúng tôi được Ủy ban yểm trợ chiến trường mời về dùng cơm trưa tại câu lạc bộ Huế trước khi chia tay trở lại đơn vị. Cùng buổi sáng nay, toàn bộ tiểu đoàn 44 pháo binh di chuyển từ Đông Hà về Đà Nẵng. Trung Quý Vinh thay tôi lãnh trách nhiệm tháp tùng các pháo đội và bộ chỉ huy theo quốc lộ 1 trở lại Hòa Cầm. Sau khi trời đại quý đàm, tôi đi thẳng về hậu cứ tiếp tục nhận lãnh công tác mới do tiểu đoàn chỉ định. Trạng ngày 5 tháng 4 năm 71, chúng tôi di chuyển đến thay thế nhiệm vụ của một pháo đội 155 ly thuộc tiểu đoàn 20 pháo binh của thiếu tá Trần Thanh Hào, đồng trú tại đồi 55 Đất Sơn. Trình diện đại tá thuộc trung đoàn trưởng trung đoàn 51 xong, tôi bắt đầu làm việc với chức vụ pháo đội trưởng pháo đội C kiêm sĩ quan phối hợp hỏa lực của trung đoàn này. Lần trời bệnh viện, liền được Bộ Chỉ huy tiểu đoàn đề cử đi Sài Gòn, theo lời mời của Bộ Chỉ huy Pháo binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi từ đấy Lân không còn hợp tác với tôi nữa mà nhậm một chức vụ mới tại Bộ Chỉ huy tiểu đoàn. Được tin pháo đội C trên 44 pháo binh về Đà Nẵng, đồng bào Đại Lộc gửi quà cáp đến biếu, gửi thư hỏi han và đến tận nhà thăm viếng. Tôi không ngờ đồng bào đã dành cho pháo đội chúng tôi một niềm ưu ái lớn lao như thế. Thâm tâm của mỗi chúng tôi thường vẫn nghĩ rằng công tác xã hội thực hiện tại Đại Lộc vừa qua là bổn phận của mỗi quân nhân trong đại gia đình quận đội. Nhưng dù sao, lòng cảm mến chân phát của đồng bào cũng đã an ủi chúng tôi, và hơn thế nữa đã khích lệ chúng tôi rất nhiều trong nhiệm vụ chiến đấu, tạo cho chúng tôi một quan niệm sống phù hợp với lý tưởng mà quân đội đòi hỏi, do dân mà ra, vì dân mà chiến đấu, và cứu cánh là phải bảo vệ dân, giúp đỡ dân trong mọi trường hợp với khả năng cơ hữu. Bây giờ pháo đội tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, tất cả công trình kiến tạo nên những phương tiện thiết yếu tại đài tác xạ cho nếp sống tập thể của pháo đội do mồ hôi và sức lực của anh em đều bị tan nát tại căn cứ hỏa lực 30. Duy chỉ còn tinh thần đồng đội thiện chí làm việc chịu đựng gian khổ này thêm lợi tức. Cái lợi tức ấy vốn dĩ đã tiềm ẩn trong buồn tim khối óc của mọi pháo thủ, trộn lẫn với hoàn cảnh vào sanh ra tử, chung lưng đấu cật, chịu đựng gian khổ trong chiến trận vô cùng khốc liệt kéo dài cả tháng. Quả thật, anh em chúng tôi thương yêu nhau hơn bất cứ lúc nào, âm thầm xây dựng lại pháo đội, chúng tôi đã thách thức trở ngại, can đảm dấn thân trong nhiệm vụ mới với tất cả sự thiếu thốn về vật chất, khởi điểm bằng số 0, nhưng dồi dào nghị lực và kiên trì vào sự hình thành tốt đẹp bởi những thực hiện cụ thể, hữu hiệu hôm nay và ngày mai tại pháo đội C này. Cao quân mừng chiến thắng Lam Sơn 719 Hạ Lào. Để thu nhập những kinh nghiệm trong cuộc hành quân Lam Sơn 719, các phái đoàn thuộc Bộ Tổng Tham mưu thuộc Trường Pháo binh Dục Mỹ lần lượt đến các đơn vị trực tiếp tham chiến trao đổi kinh nghiệm đúc kết thành quả. Từ vị trí hành quân, tôi nhận được công điện của Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn Triệu Hồi lãnh phần thuyết trình. Tôi đã chuẩn bị thật chu đáo những vấn đề thiết yếu và trước các phái đoàn, lời nói đầu tiên của tôi là một lời minh xác. Với ý thức buổi thuyết trình hôm nay là để rút tỉa kinh nghiệm chiến trường, chứ không phải là buổi diễn thuyết về một đề tài văn chương. Vì vậy, những lời trình bày của tôi trước phái đoàn, trước quý vị, sẽ không có những từ ngữ hoa mỹ, những sự kiện tiểu thiết hóa. Trái lại, chỉ có những nhận xét trung thực. Và tôi chỉ biết nói lên những điều trung thực do chính tay tôi nghe mắt tôi thấy tại trận chiến, tại căn cứ hỏa lực 30, và cảm nghĩ của chính tôi đối với cuộc diễn trình lịch sử này. Nhờ những buổi thuyết trình trên, các phái đoàn đã giúp cho chúng tôi khá nhiều kinh nghiệm quý báu, nhờ ở sự khách quan nhận xét trong nhiều cuộc thuyết trình trước đó của các binh chủng bạn. Trở lại hành quân ngày 17 tháng 4 năm 71, tôi được biết là ngày đại lễ khao quân mừng chiến thắng Lam Sơn 719, tổ chức trọng thể tại cố đô Huế dưới sự chủ tọa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
Từ bộ chỉ huy tiểu đoàn, thiếu tá Nguyễn Văn Tự, tiểu đoàn trưởng hướng dẫn trung sĩ quan tiếp liệu, trung sĩ Nhất Mân, hạ sĩ quan truyền tin trong các ban tham mưu tiểu đoàn đại diện cho toàn thể ba pháo đội tác xạ ABC ra Huế tham dự và cũng đại diện nhận lãnh những tưởng thưởng mang lại bởi các chiến tích của chính chúng tôi gặt hái được tại căn cứ A Lưới 30 Lao Bảo. Lúc 8 giờ từ đồi 55, tôi mở radio nghe trực tiếp truyền thanh tất cả những gì đang xảy ra trong buổi lễ, tiếng nhạc quân hành đến những lời giới thiệu các quân binh chủng, cùng những chiến quả vẻ vang dồn dập khơi lại trong lòng tôi bao cảm nghĩ miên man về những gì tôi đã thấy được, nghe được và ngửi được ở căn cứ hỏa lực 30, chiến xa địch cháy, biển người cộng quân tan xác quanh căn cứ, trên bãi trực thăng, mùi hôi thối nồng nặc phả vào vị trí. Tất cả hiện dần trong tâm trí tôi như cuộn phim quay chậm, thật chậm, hình ảnh rất nổi, rất rõ. Nằm dài trên ghế bố với bộ quân phục tác chiến, tôi nhìn vơ vẩn lên nóc đài tác xạ, tay không rời điếu thuốc, tôi hút như điên, hết trích hơi này đã tiếp hơi khác, hết điếu này lại đến điếu khác. Tôi cố xua đuổi những hình ảnh chém giết sát phạt mà hậu quả là xác người chồng chất lên nhau, kẻ mất đầu lòi chuột, kẻ nát thay cháy đen. Trong đó chính tôi đã chỉ huy pháo đội C-155 ly góp phần với tiểu đoàn 2 dù, pháo đội C-3 dù thu đạt được. Tôi không tin số thương vong của cộng quân là 16.244 mạng. Tôi không tin, ít ra phải gấp đôi gấp ba lần số đó. Vì hơn ai hết, chúng tôi những người đã tử thủ căn cứ hỏa lực 30, nhìn được tận mắt không biết bao nhiêu xác giặc trên lộ trình di chuyển, lúc trời căn cứ, số xác ấy tiểu đoàn 2 dù đã không thể kiểm được. Sau những trận đánh liên tục kéo dài từ ngày 26 tháng 2 năm 71 tới ngày 3 tháng 3 năm 71, và đó mới chỉ là số xác chúng tôi khám phá khi di chuyển về hướng Nam trên một triền đồi do chúng tôi tự bạch lau cỏ mà đi, rộng không quá 20 thước, dài khoảng 1.000 thước. Hung hồ kiểm kê cả chu vi rộng lớn bao quanh vị trí, nhất là hướng Bắc, Đông Bắc và Đông thì đếm sao cho xuể. Bất giác tôi thở dài, tự làm một so sánh. Tỷ lệ thiệt mạng giữa ta và địch dưới mắt tôi tại căn cứ hỏa lực 30 ít ra cũng là 1 trên 100, thật là khó tin nếu không chứng kiến như chúng tôi. Dị vãng trở về với tôi nhanh quá, mới ngày nào trên đồi đầy sỏi đá ở Hạ Lào, tôi cùng các chiến hữu đã kiên cường chặn địch, vui buồn chia sẻ cho nhau, nguy nan không rời bỏ nhau, khơi lại cho tôi cái điều đã làm cho tôi quyết tâm chiến đấu lúc bấy giờ, điều đó là... Tôi muốn sống trong chế độ tự do của miền Nam thân yêu. Tôi không muốn tôi cùng các chiến hữu bị bắt làm tù binh. Tôi không muốn sống với chế độ độc tài đảng trị mà hơn một lần tôi đã chứng kiến cảnh đấu tố dã man rùng rợn ở Quảng Nam. Tôi không muốn chết bỏ thay nơi xứ người. Chỉ có bấy nhiêu điều đã thúc đẩy tôi chiến đấu một mất một còn với địch. Ấy vậy mà lúc thấy xác giặc la liệt trên bãi chiến, lòng tôi đâm xe lại. Trong tình thương yêu bao la đối với các chiến hữu đã hy sinh đền nợ nước của ta, có một tí khoảng trống nào đó, để tôi nghĩ đến cái chết thê thảm của những người Việt đã bị đầu độc bởi tà thuyết cộng sản chủ nghĩa Mác Lê, xâm danh một sỉ nhục của quốc gia trong thời Trịnh Nguyễn phân tranh ở thế kỷ trước. Hậu quả là tạo nên cảnh tương tàn đằng đẵng nửa thế kỷ. Cuối cùng, ông cha chúng ta đã phải trả một giá rất đắt bằng chém giết vô cùng man rợ mới thống nhất được Giang Sơn về một mối. Ngày nay, dòng Bến Hải, dòng sông Âu Nhục lại dẫm lên vết xe cũ. Do tập đoàn lãnh đạo Cộng đảng đang tâm chia cắt hai miền rồi xảo trá tạo ra những bình phong che mắt dư luận trong ngoài nước bằng mặt trận này tổ chức nọ, phát động cuộc trường kỳ chiến tranh gọi là chiến tranh nhân dân, đến nay ngót một phần tư thế kỷ, cố tình khuất phục hai miền Nam Bắc, hủy diệt bản ngã con người, bất chấp mọi hành động, mọi phương tiện, miễn đạt được cứu cánh, nhuộm đỏ toàn vùng châu Á. Với giả tâm trên, giới lãnh đạo miền Bắc đã nhẫn tâm xua đám dân đen đẩy vào lò lửa, dùng chiến thuật biển người đối với vũ khí cơ giới của thời đại tân tiến này. Tiếng hò hét xung phong điên cuồng của hàng ngàn hàng vạn cộng quân, không át nổi tiếng nói thì thầm khơi lên từ lương tri của những ai có nhiệt tâm muốn phá lại tấm dư đầu trách. Mọi công dân Việt Nam chúng ta tự thấy công phẫn trong hành động đó của cộng nô. Nếu đã chứng kiến thật tâm đau xót trước cảnh con mất cha, vợ mất chồng hoặc bồi ngồi cảm động khi nghĩ đến các chiến hữu gan dạ, đã gửi một phần thân thể ở chiến địa để bảo vệ chính đáng miền Nam tự do này, tôi lại chua xót liên tưởng đến những tan nát hàng vạn gia đình người Việt
vì áp lực của guồng máy cai trị miền Bắc, vì nghe lời đường mật bịp bợm với một hệ thống tuyên truyền xảo trá tinh vi của tập đoàn Cộng sản miền Bắc, giờ đây phải sống thoi thóp trong cảnh bần cùng hóa, chịu tất cả những thiếu thốn cùng cực từ tinh thần đến thể xác của một kiếp người sau khi cha anh họ đã hóa ra những chiến sĩ vô danh, gửi xác chúng trừng thiên nước độc nơi đất lạ quê người để nhận những lời ca tụng hão huyền của đảng và bác. Sự thật, tôi không hãnh diện khi nghĩ rằng chính mình đã góp công giết hàng ngàn hàng vạn Việt Cộng. Trái lại, tôi hãnh diện vì đã góp một phần nhỏ, rất nhỏ trong công cuộc phá tan hậu cần vĩ đại, gồm cả nhân vật tài lực của tập đoàn lãnh đạo Cộng sản miền Bắc. Chính nhờ vào nguồn nhân vật lực tồn trữ ở Hạ Lào này, chúng đã gây rối cho cả ba quốc gia ưa chuộng hòa bình nhất, Nam Việt Nam, Cao Nguyên, Ai Lao, triền miên từ năm này qua năm khác. Giờ đây, xa cái phút háo hức sát phạt tại chiến trường để bảo vệ mạng sống cho chính mình và đồng đội, tôi có đủ bình tĩnh nhìn lại bước đường đã qua với sự thanh thản trong lòng, vì đã hoàn thành sứ mạng của một giai đoạn. Cái sứ mạng đó là chúng tôi đã thực hiện phần nào công cuộc chặn đứng, hoặc ít ra đã làm giảm thiểu những sách nhiễu khủng bố giết chóc của cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam, một chiêu bài của chính quyền Cộng sản miền Bắc. Các nhà độc tài chủ trương đảng trị miền Bắc phải biết rõ, thấy rõ, nghe rõ và chịu trách nhiệm trước lịch sử dân tộc. Nhưng trí họ bị nhiễm độc duy vật biện chứng, mắt họ đuôi, tai họ điếc. Hậu quả họ đã gây nên tăng tốc cho cả một dân tộc, gây nên tai nạn khủng khiếp cho cả một thế hệ trẻ của thế kỷ 20 này. Tiếng kèn khai quân hiệu, bế quân hiệu kéo tôi về với thực tại. Tôi im lặng lắng nghe những diễn tiến nối tiếp vang vọng từ chiếc radio bé nhỏ. Hẳn vào phút này không ít kẻ như tôi, những người từng đối diện với tử thần trong cuộc hành quân Lam Sơn 719, không được may mắn tham dự đại lễ mừng chiến thắng, đang ngồi trước máy truyền thanh tự mình ôn lại những kỷ niệm khủng khiếp vừa qua. Chắc chắn tâm hồn họ bàn bạc những suy tư về một nghĩa vụ cao cả mà họ đã hoàn thành. Chiến tranh tự nó đã tiềm ẩn những hành động dã man, nhưng cái kẻ tạo ra chiến tranh lại còn dã man hơn nữa. Kẻ đó lịch sử dân tộc sẽ không bao giờ tha thứ, cho dù nó có ngụy trang với hình thức này hoặc hình thức khác. Nhân dân miền Nam sẽ không bao giờ quên mối hận dòng sông ô nhục bến hải, mà kẻ đang tâm chia cắt không ai khác hơn là chính quyền miền Bắc, bọn cộng nô cho quan thầy Trung Xu. 25 năm chinh chiến trôi qua, bao nhiêu ruộng vườn tan nát, bao nhiêu xương máu con dân Việt trải khắp nẻo đường quê hương. Chưa vừa ư, đất mẹ đã bao lần trên trị dưới gông cùm xiềng xích của tàu phù hàng 10 thế kỷ, không đủ là bài học kinh nghiệm cho bọn lãnh đạo miền Bắc ư. Bài học đất quốc ngày nay không đủ thức tỉnh cơn mê loạn háo sắc của chính quyền miền Bắc ư. Từng ấy ý tưởng cứ quay cuồng trong tâm trí tôi, như là một duyên cớ chính đáng để tôi nghĩ rằng tôi và các chiến hữu đã có lý khi tham dự cuộc chiến Hạ Lào. Với 3 năm mang cấp bậc đại úy, tôi đã liên tiếp nắm giữ pháo đội chỉ huy rồi pháo đội tác xạ. Từ 2 năm sau cùng, không rời cuộc sống tập thể trong giây phút nào, tôi đã thông cảm quá nhiều những ưu tư của pháo thủ thuộc hạ trong suốt cuộc sống bình thường, cũng như lòng gan dạ phi thường lúc đối đầu với địch. Thượng tuần tháng 10 năm 70, ngày tôi chính thức về sống với pháo đội C, cuộc hành quân Lam Sơn 719 quả thật là cuộc hành quân vĩ đại. Hân hạnh pháo đội C được tham dự ngay từ phút đầu của cuộc vượt biên với một chiến quả đáng kể. Do chiến quả này, pháo đội tôi có 101 quân nhân được tưởng thưởng, trong đó 3 hạ sĩ quan và 7 binh sĩ mang cấp bậc mới. Tất cả số còn lại kể cả tôi đều được huy chương. Sau 2 tháng mừng chiến thắng Lam Sơn 719, ngày 18 tháng 6 năm 71, tôi được gọi về Bộ Chỉ huy tiểu đoàn cùng một số pháo thủ đại diện pháo đội C dự lễ gắn huy chương. 10 giờ, Đại tá Vũ Bình Chương đến chủ tọa buổi lễ. Tôi được Đại tá đại diện Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa gắn một anh dũng bội tinh với nhành dương liễu ngay tại sân cờ tiểu đoàn, lân một anh dũng bội tinh với ngôi sao vàng. Giờ đây tất cả những gì đã qua sẽ theo thời gian chìm vào dĩ vãng, định luật của tạo hóa quay theo thời gian không bao giờ trở lại khởi diễn, nhưng dư âm cuộc hành quân 719 tại Hạ Lào chắc chắn sẽ không bao giờ phai nhòa trong ký ức của những ai đã tham dự trực tiếp đối diện với tử thần. Viết xong tại đồi 55 Đất Sơn lúc 12 giờ, ngày 9 tháng 5 năm 1971. Tác giả Trương Duy Hy. Xin cảm ơn các bạn.